hợp tác chiến lược sâu sắc giữa TCA và Bosch. Ngày 28 tháng 6 năm 2023, Giám đốc ngành hàng loa Portable EV toàn cầu, ông Andrew Cho cùng ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc quốc gia bộ phận công nghệ tòa nhà Việt Nam và ông Nguyễn Khánh Dũng, bộ phận marketing sản phẩm thuộc tập đoàn Bosch đã có buổi thăm và làm việc chuyên sâu mang tính chiến lược về sản phẩm loa di động, đặc biệt về hai sản phẩm TCA trung chính audio đang độc quyền, EVOS 8 và EVO 50M. Buổi thăm và làm việc diễn ra tại trụ sở TCA trung chính audio phía Bắc. Tiếp đón đại diện của Bosch gồm ông CEO Nguyễn Quốc Văn và đội ngũ quản lý của TCA. Mở đầu buổi làm việc, hai bên đã có buổi trò chuyện và dùng trà thân mật về chủ trương lịch trình của chuyến thăm và làm việc lần này. Trong buổi làm việc, khi tham quan khu trưng bày sản phẩm EVOS 8 và EVO 50M tại tầng 6, trụ sở TCA, ông Andrew Cho bày tỏ sự khen ngợi vì TCA đã chú trọng đầu tư về cơ sở vật chất cho phòng trưng bày, phòng test sản phẩm giúp khách hàng trải nghiệm âm thanh được chân thật nhất. Bản thân là giám đốc ngành hàng loa Portable EV toàn cầu, ông Andrew Cho cũng chia sẻ về xu hướng sử dụng sản phẩm loa di động của người dùng hiện nay đang ngày một gia tăng mạnh mẽ và hai sản phẩm EVOS 8 và EVO 50M của Electrovoice đang đáp ứng tốt nhất xu hướng đó. Hơn thế nữa, những sản phẩm loa di động này mang tính tiện ích rất cao, do đó phù hợp với hầu hết mọi nhu cầu âm thanh của khách hàng. Bên cạnh đó, với tư cách là một nhà phân phối cũng như một khách hàng trải nghiệm sản phẩm, đồng thời là người trực tiếp nhận những ý kiến của khách hàng sử dụng sản phẩm EVOS 8 và EVO 50M, CEO Nguyễn Quốc Văn đã có những phản hồi tích cực trên nhiều khía cạnh như một lời góp ý cho định hướng phát triển sản phẩm sau này. Cùng ngày làm việc, hai bên đã dành thời gian thảo luận về chiến lược marketing sản phẩm EVOS 8 và EVO 50M TCA đang độc quyền tại Việt Nam. Sau khi theo dõi chiến lược marketing do đại diện bộ phận marketing trình bày, trong đó gồm landing page, video giới thiệu EVOS 8, EVO 50M do TCA trung chính audio triển khai gần đây, ông Andrew Cho bày tỏ sự hài lòng khi xem những sản phẩm digital marketing do TCA thực hiện, đồng thời dành lời khen ngợi cho sự nỗ lực làm việc của đội ngũ marketing trong thời gian qua. Đặc biệt, ông đánh giá cao sự đầu tư chuyên sâu về marketing của TCA dành cho sản phẩm của Bosch. Tại buổi thảo luận, ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc quốc gia bộ phận công nghệ tòa nhà Việt Nam tập đoàn Bosch, cho biết ông rất ấn tượng về video giới thiệu EVOS 8 được sản xuất gần đây, nội dung video và những landing page truyền tải những cốt lõi của sản phẩm và hướng tới khách hàng. Ông Nguyễn Khánh Dũng, bộ phận marketing sản phẩm tập đoàn Bosch, đã chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức của mình trong định hướng marketing sản phẩm EVOS 8 và EVO 50M với mong muốn hỗ trợ tốt hơn cho đội ngũ marketing của TCA. Nhân cơ hội này, ông Andrew Cho với tư cách là giám đốc ngành hàng loa Portable EV toàn cầu tập đoàn Bosch muốn được lắng nghe nhiều hơn nữa các ý kiến từ các đại diện bộ phận TCA không chỉ về loa EVOS 8, EVO 50 mà còn là cả dòng sản phẩm Portable. Theo đó, đại diện bộ phận kỹ thuật TCA hy vọng những sản phẩm mới ra hoặc những phiên bản nâng cấp sắp tới của EV được tích hợp thêm công nghệ Quick Smart Link. Điều này hỗ trợ rất tích cực trong việc kết nối và lắp đặt của bộ phận kỹ thuật. Đồng thời hy vọng EV cũng sẽ có những cải tiến hơn về trải nghiệm người dùng trong ứng dụng Quick Smart. Đại diện bộ phận kinh doanh của TCA là người tiếp xúc trực tiếp khách hàng đã có những phản hồi về việc cải tiến thiết kế giao diện sản phẩm và các tiện ích gia tăng cho dòng loa Portable. Tiếp đó, ông Andrew Cho cảm ơn những ý kiến đóng góp mang tính xây dựng của phía TCA. Ông ghi nhận những ý kiến này và hứa hẹn sẽ mang đến cho người dùng những sản phẩm tuyệt vời hơn trong tương lai. Cuối buổi làm việc, đại diện hai bên bày tỏ sự vui mừng trước sự hợp tác tốt đẹp giữa hai bên trong thời gian qua và khẳng định sẽ tiếp tục phát triển hợp tác ngày một chặt chẽ hơn nữa. CEO Nguyễn Quốc Văn trân trọng cảm ơn sự quan tâm và đóng góp của tập đoàn Bosch, Bosch Việt Nam và cá nhân ông Andrew Cho đã dành cho TCA. Tiếp đó, ông Andrew Cho nhấn mạnh rằng Bosch sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa cho TCA trung chính audio trong thời gian tới. Hai bên khẳng định sẽ cùng hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau toàn diện không chỉ ở khía cạnh thương mại mà cả phát triển truyền thông và hỗ trợ kỹ thuật. Kết thúc buổi làm việc, CEO Nguyễn Quốc Văn gửi tặng bó hoa tươi thắm để chúc mừng và cảm ơn chuyến thăm và làm việc của hai bên đã thành công tốt đẹp. Âm thanh của bạn, sứ mệnh của chúng tôi.